Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo dòng lịch sử Thưa quý vị Kênh Theo dòng lịch sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay Sụp đổ của nhà Tây Sơn Kính thưa quý vị Sau khi phất cờ khởi nghĩa vào năm 1771 Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã lập nên nhiều chiến công hiển hách đánh bại nhà Nguyễn ở Đàng Trong vào năm 1977, nhưng chúa Nguyễn Phúc Ánh đã chạy thoát sang Xiêm và lật đổ nhà Trịnh ở Đàng Ngoài. Năm 1785, đã đánh bại 300 chiến thuyền và 5.000 quân Xiêm trong trận giành gầm xoài mút. Mùa xuân năm 1789, đã đánh tan 29 vạn quân thành xâm lược. Trong những chiến công hiển hách ấy, thì Quang Trung Nguyễn Huệ giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các trận đánh do Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy đều giành thắng lợi, có thể nói Nguyễn Huệ là tướng quân bách chiến bách thắng. Tuy nhiên, sau khi vua Quang Trung mất năm 1792, những người kế tục ông đã không tiếp nối được sức mạnh của nhà Tây Sơn và sau 10 năm ông mất, triều Tây Sơn đã sụp đổ. Vậy quá trình đó diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Sự sụp đổ của nhà Tây Sơn. 1. Pháp trợ giúp Nguyễn Ánh chiếm lại gia định. Kể từ năm 1787, với sự giúp đỡ mạnh mẽ của người Pháp thông qua giám mục b 2 tức Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh quay trở lại gia đình. Trước đó, 25 tháng 1 1787, Bá Đa Lộc, giáo sĩ người Pháp làm cố vấn cho Nguyễn Ánh, đã thay mặt Nguyễn Ánh ký hiệp ước vào 1787 với Pháp. Theo đó, vua Pháp đồng ý cử sang 4 chiếc tàu chiến và một đạo binh 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 lính sa đen ở Phi Châu và đủ các thứ súng ống thuốc đạn để đánh Tây Sơn. Ngược lại, sau khi chiến thắng Nguyễn Ánh phải nhường đứt cho nước Pháp, cửa Hội An và đảo Côn Lôn Côn Đảo, chủ quyền các vùng đất đó sẽ vĩnh viễn thuộc về nước Pháp ngay lúc quân đội Pháp chiếm đóng hòn đảo nói trên. Đúng lúc đó thì nước Pháp xảy ra cách mạng, vua Pháp không thực hiện hiệp ước nhưng bá Đa Lộc đã kêu gọi các thương nhân người Pháp trợ giúp cho Nguyễn Anh. Các hoạt động quyên góp tiền sau này hay xây dựng sửa sang thành gia đình vĩnh long châu đốc hà tiên biên hòa bà rịa huấn luyện cơ hội pháo thủ tổ chức bộ binh và rèn luyện luyện tập binh lính theo lối châu âu trung gian mua tàu chiến và vũ khí đều có sự góp sức của những người pháp mà do Bá Đa Lộc chiêu mộ kêu gọi việc củng cố gia đình cộng thêm sự giúp đỡ của người pháp đã giúp cho thế lực Nguyễn Ánh ngày càng mạnh có thể đối đầu với nhà Tây Sơn nhà nghiên cứu Maybon trong cuốn sách Mối quan hệ và lịch sử hiện đại của đất An Nam in năm 1920 tổng kết công trạng của những người Pháp do bá Đa Lộc chiêu mộ trong việc trợ giúp Nguyễn Ánh chống lại nhà Tây Sơn như sau. Vai trò của nhóm người can đảm đếm trên đầu ngón tay này trong sự thiếu vắng thông tin mong đợi không thể xác định được một cách chi tiết, nhưng không thể chối cãi được rằng họ đã góp phần lớn lao vào chiến thắng của Nguyễn Ánh. Ấy là chưa kể đến phần của họ trong những trận đánh quan trọng như trận tiêu diệt hạm đội của Tây Sơn năm 1792 và những trận dẫn đến chiến thắng Huế 1801. Trong lúc Nguyễn Huệ bận đối phó tình hình Bắc Hà, Nguyễn Lữ qua đời, Nguyễn Nhạc bất lực, Nguyễn Ánh nhanh chóng chiếm lại đất ở Nam Bộ rồi đánh lấn xa Diên Khang Bình Thuận, đất của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc già yếu không cứu được chỉ còn lo giữ Quy Nhơn, Quảng Ngãi và Phú Yên. Khi nghe tin quân thành giúp chiêu thống sang đánh Tây Sơn, đã tiến chiếm Thăng Long, Nguyễn Ánh từng sai người chở 50 vạn cân gạo ra giúp quân thành để có thể có thêm thế lực trợ giúp việc đánh Tây Sơn, nhưng thuyền đi giữa đường thì bị đám hết. 2. Gia tộc nhà Tây Sơn bị chia rẽ Sau khi được anh trai là Nguyễn Nhạc trao lại binh quyền, vua Quang Trung đang định chuẩn bị đem quân vào Nam đánh gia định thì đột ngột qua đời vào năm 1792. Còn là Nguyễn Quang Toàn còn nhỏ tuổi lên nối ngồi, tức vua Cảnh Thịnh không có người lãnh đạo đủ năng lực nhà tây sơn nhanh chóng suy yếu nội bộ xảy ra tranh chấp quyền hành rơi vào tay ngoại thích bùi đắc tuyên năm 1793, nguyễn ánh đem quân đánh nguyễn nhạc nguyễn nhạc cầu cứu ra triều đình phú xuân quang toàn sai ngô văn sở phòng công hưng đem 17.000 quân và 80 thớt voi vào cứu quân nguyễn ánh rút lui quân phú xuân nhân đó lại chiếm luôn đất đai của nguyễn nhạc lúc đó nguyễn nhạc đang bệnh trên giường nghe tin đất phong của con mình là nguyễn văn bảo bị chiếm mất thì uất quá thổ huyết mà qua đời. Quang Toàn an trí Nguyễn Văn Bảo ra huyện Phủ Ly phế làm hiếu công và cai quản toàn bộ đất đai của dòng trưởng. Tuy nhiên, nội bộ Tây Sơn lại mâu thuẫn các tướng tranh quyền Vũ Văn Dũng giết Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở vào năm 1795. Quang Toàn nhỏ tuổi nên không làm gì được. Trần Quang Diệu đang đi đánh Nguyễn Ánh, nghe tin bị Nghi Oan đánh rút quân về. Nguyễn Văn Bảo cùng các tướng cũ nổi dậy chiếm Quy Nhơn nhưng bị dập tắt và giết chết. Lê Trung bị nghi ngờ sau đó bị giết Nguyễn Văn Huấn cũng bị giết. 3. Nhà Tây Sơn sụp đổ Biến loạn tạm thời dẹp yên nhưng đã làm chính quyền Tây Sơn suy sụp. Do Quang Toàn đã giết Lê Trung trong vụ biến loạn tại Phú Xuân nên con rể Trung là Lê Chất bỏ sang hàng Nguyễn Phúc Ánh. Ánh nhân thời cơ đó ra sức bắc tiến. Năm 1800, Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn, tướng Vũ Tuấn đầu hàng, Quang Toàn sai Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem quân vào chiếm lại. Tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh, từ thủ cầm chân hai danh tướng Tây Sơn trong hơn một năm. Năm 1801, Nguyễn Ánh nhận thấy tinh binh Tây Sơn đều tập trung cả ở chiến trường Quy Nhơn nên mang quân chủ lực vượt biển ra đánh Phú Xuân, quang toàn thua trận bỏ chạy ra Bắc. Đầu năm 1802, Tây Sơn chiếm lại thành Quy Nhơn, võ tánh tử vẫn nhưng lúc đó Nguyễn Ánh đã ồ ạt bắc tiến tới Nghệ An. trên Quang Diều vội mang quân ra cứu, bị quân Nguyễn chặn đường phải vòng qua đường vạn tượng của Lào, tới Nghệ An thì thành đã mất quân sĩ bỏ chạy gần hết vừa trong trần quang diệu bùi thị xuân bị bắt vũ văn dũng không biết trốn đi đâu giữa năm 1802 nguyễn ánh tiến ra chiếm được thăng long quang toàn không chống nổi bỏ chạy và bị bắt nguyễn ánh đã trả thù gia đình quang toàn những người theo tây sơn vô cùng tàn bạo quang toàn bị năm ngựa xé xác mô của vua thái đức và vua quang trung bị quật lên hai cốt đã bị giã thành bột nhồi vào thuốc súng và bắn đi hôm sọ bị bỏ vào vò và giam trong ngục những người thương tiếc nhà Tây Sơn vẫn gọi là ông vò. Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái của bà bị vòi giày Trần Quang Diệu do thờ mẹ già 80 tuổi có hiếu nên không bị hành hình quá dã man mà chỉ bị chém đầu. Nhà Nguyễn ra sức truy sát những quan lại và hậu duệ của nhà Tây Sơn. Đến năm Minh Mạng thứ 12 1831, quan quân nhà Nguyễn vẫn tiếp tục truy tìm hậu duệ nhà Tây Sơn, bắt được Nguyễn Văn Đức, con trai Nguyễn Nhạc và Nguyễn Văn Đậu. Đậu là con của Nguyễn Văn Đức, cả hai đều bị chém ngang lưng, nhà Tây Sơn có còn sót lại hậu duệ nào hay không đến nay vẫn chưa rõ ràng. Như vậy, sau hơn 30 năm khởi nghĩa lập nên nhiều chiến công hiển hách, tuy nhiên, cuối cùng với sự suy yếu của mình và sự tấn công oạt từ Nguyễn Ánh, triều đại Tây Sơn đã sụp đổ, mở ra thời kỳ nhà Nguyễn vào đầu thế kỷ 19. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo dòng lịch sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.